nhé, bên Đức Bình giới thiệu anh em cái bộ thay cân bằng trước của Vios Atit. Như nụ đây, sản phẩm ở đây, đây là hàng 3 số 5 của Nhật Bản, có nhiều hàng lắm, hàng 3 số 5, hàng 3 số 3, 3 số 3 của Thái Lan, 3 số 5 của Nhật Bản. Đấy. Anh em mà cần phụ tùng gì thì vui lòng Zalo cho mình 097 995 1815 nhé. Website bên mình là autodocbinh.com, xin chào anh em nhé. Đấy. Cứ đúng số điện thoại của mình nhé, có Đức Bình thì có mấy phụ tùng của Đức Bình anh em ạ, nhưng mà số điện thoại bên mình là 097 995 1815 nhé. Website là autodocbinh.com nhé, anh em lưu ý giúp mình rồi, cảm ơn.